Theo ông Jayadeva, với việc huy động hàng chục tàu của vũ trang hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 chống lại các lực lượng chức pháp của Việt Nam tại khu vực, Trung Quốc đã truyền đi một thông điệp không hề nhầm lẫn với tất cả các nước trong khu vực rằng Bắc Kinh nhất quyết tìm mọi cách giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, kể cả bằng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Chuyên gia Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng các nước trong khu vực phải lường trước mọi tình huống trong tương lai gần khi Trung Quốc mưu toan thống trị vùng biển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và kiểm soát các tuyến hàng hải. Trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc, các nước trong khu vực không có nhiều giải pháp mà cần phải phối hợp với nhau nhằm bảo đảm rằng các tuyến hàng hải quốc tế và thương mại trên biển phải được tự do thông thương. Ông cho rằng việc các nước phối hợp với nhau là rất quan trọng nhằm cố gắng bảo đảm các vùng lãnh thổ có tranh chấp dù trên đất liền hay trên biển đều được giải quyết mà không bằng con đường vũ lực. Để làm được điều này, ông Jayadeva kêu gọi tất cả các nước trong khu vực cùng thảo luận vấn đề với Bắc Kinh và thành lập một lực lượng bảo vệ bờ biển chung